Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải các dạng bài tập vật lý 11 ở chương 5 cảm ứng điện từ. Chương này sẽ có nhiều phần. Phần đầu tiên đó là tìm phi b s và góc alpha. Chúng ta có công thức tính từ thông phi bằng b nhân s nhân cos alpha. Với phi là từ thông, đơn vị là Weber. B là cảm ứng từ, đơn vị thích la. S là tiết diện vòng dây hay là diện tích vòng dây, đơn vị mét vuông. Alpha là góc hợp bởi vectơ phát tuyến và vectơ cảm ứng từ. Thì đây là công thức đơn, nó đơn giản. Nhưng mà khi làm bài tập sử dụng công thức này, các em chú ý cái góc, rất dễ sai góc. Vậy với công thức như vậy, chúng ta thấy công thức này có 4 đại lượng phi, b, s và góc alpha. Như vậy chúng ta sẽ có 4 dạng để làm bài tập. Dạng thứ nhất là đi tìm s. Dạng thứ hai là đi tìm phi. Dạng thứ ba là đi tìm b. Và dạng thứ tư là đi tìm góc alpha. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập dạng thứ nhất là tìm s. Từ công thức để tìm s thì bài tập rất ít khi gặp. Do đó, chúng ta thường dựa vào đề bài để tìm diện tích của các hình học mà chúng ta đã biết. Cụ thể như sau. Ví dụ như khung dây hình vuông thì chúng ta sẽ có công thức tính tiết diện khung dây hình vuông có cạnh là A, đó là S bằng A bình phương. Hay là tiết diện của khung dây hình chữ nhật có chiều dài A và chiều rộng B thì công thức là S bằng chiều dài nhân chiều rộng, tức là A nhân B. Tiết diện của khung dây hình tròn có bán kính R thì công thức tính S là S bằng B nhân R bình. Tiết diện của khung dây hình tròn đề bài cho đường kính D thì công thức là S bằng B nhân D bình chia 4. Và chúng ta chú ý khi sử dụng các công thức này để mà tính toán thì đơn vị sử dụng đó là mét. Dạng bài tập thứ hai đó là bài tập tìm phi. Ở đây thì có một bài tập ví dụ. Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 20 cm nằm trong một từ trường đều b bằng 1,2 tích 3. Sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung, tính từ thông qua khung dây. Với đề bài cho như thế này, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Điều kiện thứ nhất, một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 20 cm. Cạnh hình vuông chúng ta đặt là chữ A nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ tóm tắt được là A nhỏ bằng 20 cm, tức là đổi đơn vị sẽ bằng 0,2 m. Điều kiện thứ hai là từ trường đều B bằng 1,2 tích la. Chúng ta chỉ việc ghi lại B bằng 1,2 tích la. Điều kiện thứ ba, các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung thì chúng ta chú ý vào cái hình. Chúng ta có một cái khung, cái nền màu xanh là cái mặt phẳng của khung dây. Chúng ta có vectơ pháp tuyến n sẽ vuông góc mặt phẳng khung. Đề bài cho vectơ cảm ứng từ cũng vuông góc mặt phẳng khung. Như vậy chúng ta thấy vectơ pháp tuyến n và vectơ cảm ứng từ b nó cùng chiều. Như vậy góc hợp bởi hai vectơ này sẽ bằng 0. Thế đó chúng ta tóm tắt được alpha bằng 0. Và cuối cùng, để bài bảo chúng ta tính từ thông qua khung dây. Từ thông chứ là chữ phi. Thế đó chúng ta sẽ tóm phi bằng chấm hỏi. Với tóm tắt như thế này, chúng ta sẽ có bài giải như sau.
từ công thức tính từ thông phi bằng b nhân s nhân cos alpha. Chúng ta thấy đề bài đã cho b cho alpha. Để tính phi chúng ta còn thiếu s. Chúng ta sẽ đi tính tiết diện của khung dây. Khung dây dẫn hình vuông nên chúng ta sử dụng công thức s bằng a bình. Chúng ta thay số, bấm máy tính, s sẽ bằng 0,04 mét vuông. Chúng ta thay b s cos alpha vào công thức. Chúng ta bấm máy tính và được kết quả phi bằng 0,048 VB. Ở đây thì cho các em một bài tập rèn luyện. Bài tập này các em có thể cho dừng màn hình để chúng ta giải. Sau đó các em sẽ ghi kết quả ở cái phần bình luận ở bên dưới của clip. Bài tập như sau. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có chiều dài 20cm và chiều rộng 30cm được đặt trong từ trường đều B bằng 1 tích la. Sau cho các đường xích hợp với mặt phẳng khung một góc 30 độ, tính từ thông qua khung dây. Với bài này các em sẽ giải và soạn bình luận với cú pháp là một chấm cái rồi đáp án bao nhiêu VB. Thầy sẽ xem bình luận và khẳng định đáp án của các em đúng hay sai. Chúng ta qua dạng thứ ba là bài tập về tìm B, tìm cảm ứng từ. Thầy có một bài tập ví dụ như sau. Một khung dây có tiết diện 0,02 mét vuông được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B sao cho vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30 độ thì từ thông qua khung dây có giá trị là 4 nhân 10 mũ trừ 6 VB. Tìm B. Đề bài cho như thế này thì chúng ta tóm tắt đề như sau. Điều kiện thứ nhất, khung dây có tiết diện 0,02 mét vuông. Tiết diện ký hiệu là chữ S. Vậy chúng ta sẽ tóm tắt đề S bằng 0,02 mét vuông. Điều kiện thứ hai, vector cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30 độ. Lúc này các em nhìn ở hình, chúng ta có một khung dây, nền màu xanh là mặt phẳng khung dây. Chúng ta có vectơ pháp tuyến vuông góc mặt phẳng khung dây. Đề bài cho vectơ cảm ứng từ B hợp với vectơ pháp tuyến hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30 độ và góc alpha là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến N với vectơ cảm ứng từ B. Như vậy từ hình chúng ta dễ dàng nhận thấy góc alpha sẽ bằng 90 độ trừ cho 30 độ, tức là alpha bằng 60 độ. Điều kiện thứ ba, từ thông qua khung dây có giá trị là 4 nhân 10 mũ trừ 6 VB. Từ thông ký hiệu là chữ phi. Như vậy chúng ta có phi bằng 4 nhân 10 mũ trừ 6 VB. Và cuối cùng, đề bài bảo tìm B. Như vậy chúng ta tóm tắt B bằng chấm hỏi. Với tóm tắt như thế này, chúng ta sẽ có bài giải như sau. Từ công thức tính từ thông phi bằng B nhân S nhân cos alpha. Đề bài đã cho đầy đủ các dữ kiện, do đó chúng ta chỉ việc thay số vào và chúng ta bấm máy tính sẽ đưa ra được kết quả B bằng 4 nhân 10 mũ trừ 4, tức là. Bài tập tương tự của dạng 3. Ở đây ký hiệu là bài tập 2. Một khung dây dẫn hình tròn có bán kính 20cm được đặt trong từ trường đều sao cho các đường xích từ
vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ thông qua khung dây là 0,05 Weber. Tìm độ lớn cảm ứng từ. Bài tập này các em sẽ cho dừng màn hình, các em sẽ giải và đáp án các em cũng ghi ở phần bình luận. Chúng ta sang bài tập dạng thứ tư là bài toán tìm alpha. Thầy có bài tập ví dụ như sau. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 4 nhân 10 mũ trừ 4 tức là từ thông qua khung dây đó bằng 10 mũ trừ 6 Weber. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của khung dây là bao nhiêu? Như bài này bảo chúng ta đi tìm góc alpha. Với đề bài cho, chúng ta sẽ tóm tắt đề bài như sau. Dữ kiện thứ nhất, khung dây dẫn hình vuông cạnh 5 cm. Cạnh hình vuông chúng ta đặt là chữ A nhỏ. Như vậy chúng ta tóm tắt được A nhỏ bằng 5 cm. Chúng ta đổi đơn vị sẽ bằng 0,05 m. Dữ kiện thứ hai, từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 4 nhân 10 mũ trừ 4 tức là, chỗ này chúng ta chỉ việc ghi lại là B bằng 4 nhân 10 mũ trừ 4 tức là. Dữ kiện thứ ba, từ thông qua khung dây đó bằng 10 mũ trừ 6 Weber. Từ thông ký hiệu là chữ phi, do đó chúng ta tóm tắt được phi bằng 10 mũ trừ 6 Weber. Và cuối cùng đề bài bảo tìm góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến. Như vậy đề bài này hỏi góc alpha, chúng ta sẽ tóm tắt được góc alpha bằng bao nhiêu. Với tóm tắt như thế này, chúng ta sẽ có bài giải như sau. Từ công thức tính từ thông phi bằng B nhân S nhân cos alpha. Chúng ta đã có phi, đã có B. Để tính góc alpha, chúng ta còn thiếu S. Như vậy, chúng ta phải đi tìm tiếp diện của khung dây. Khung dây hình vuông nên chúng ta sử dụng công thức S bằng A bình. Chúng ta thay số và bấm máy sẽ ra được kết quả S bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 3 mét vuông. Chúng ta thay các đại lượng vào trong biểu thức phi và chúng ta bấm máy tính sẽ được kết quả góc alpha bằng 0. Bài tập tương tự ở dạng 4 là bài tập số 3. Một khung dây dẫn có diện tích 24 cm² đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 4 tức là. Từ thông gửi qua khung dây có độ lớn 3 nhân 10 mũ trừ 7 Weber. Đích tê cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc là bao nhiêu? Bài này hỏi góc, nhưng chúng ta lưu ý đây không phải là góc alpha. Do đó chúng ta tính góc alpha rồi chúng ta mới suy ra cái góc mà vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây. Thì các em lưu ý chỗ này. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Chúc các em thành công.